Dreamcon Huy hả?
bên trong xe của ai đẹp quá hả? Anh đông mai mở ra coi bên trong thảo quay. À xe anh hả? Wow đẹp quá ha. Ừ. Cái màu cũng đẹp ha. Huy mơ hoài à, ngày nào cũng ngắm. Coi trong nè. Dạ coi trong nè. Dạ. Ồ đẹp quá ha. Wow. Hiện đại quá ha. Thôi lấy chiếc cho anh. Đúng rồi, lên rồi. Rim, rim. Phải nằm lái cho nghe nha, được chứ. Nằm. Trời ơi, quá đẹp luôn. Anh Huy hưởng. Coi thử trong 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 nè. Ôi ơi, em ngồi từ đâu? Xe mới quá. Mới mua anh. Ờ, Vũ mua một chiếc luôn. À, em có tiền. Em rồi, em làm gì có, em mua hai chiếc luôn á. em khiêm nhường quá. Để em dòng nhận hả? Không hợp với em. Không hợp. Turn down to what? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nghe nói là nghe nói là đồng đất. Rồi, cây dâu chú rể đây, 25 năm. 25 năm nha. Hai người cười bụi đầu nha. Dễ thương, vui vẻ, dễ thương. Rồi, hát đi. Hôm nay à. Hôn môi xa, hôn những chỗ lõm chỗ lùi. Không phải là hôn chỗ lùi đâu đấy. Bây giờ là chỗ lõm chỗ lùi thật luôn. Yeah. Yeah. Giờ anh không nhìn vô cho. Hôn lại, hôn lại. Hôn lại. 1, 2, 3, cười bự nghe. 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Rồi. Này, đừng chỗ lõm chỗ lùi này, chỗ lõm lùi nữa. Bây giờ chỗ lùi nè, chỗ này này. Anh vui à, anh vui à, không có điểm khuyết nè, chỉ có ưu thôi. Ưu điểm là không có khuyết điểm. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Cảm ơn các anh chị. Happy anniversary. Thank you. 100 năm hạnh phúc. 75 năm. 75 năm. 75 năm nữa thôi. 50 năm nữa thôi. 75 nữa thôi. Đậu chỗ đó. Đậu chỗ đó. 75 năm đậu chỗ đó. Đó là đúng rồi, anh chị là người già nhất thế giới luôn rồi đó. Anh người lão nhất thế giới. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Dạ vâng, cảm ơn chị. Trăm năm hạnh phúc nha. Cảm ơn chị. Đợi do thơ, ok? Áo quên qua do thơ. Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các anh chị. Dạ vâng, đông. Không, 25 năm trước được chơi được khá được. Dạ, nhưng mà 25 năm trước nói đúng ra. Ê, 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 ê. Đó, ở đây, đúng rồi, first list. Rồi. Yeah.
Cái này bây giờ chỉ có hủy thôi, còn hết hết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.